This bird's beak. Mỏ của con chim này thật hoàn hảo khi lấy mật hoa từ những nụ hoa hình ống. It's an ivy. Chim ivy, loài chim hút mật mỏ dài, chỉ có ở Hawaii. Chúng đi du dặm đến bờ biển này 4 triệu năm trước. Tổ tiên của chúng khác xa hình dạng ngày nay. Là chim hút mật đầu tiên trên đảo Hawaii, trông giống chim sẻ với mỏ ngắn gần như tương tự loài chim hút mật Balila hiện đại. Cái mỏ chắc chắn để múc tách những vỏ hạt mầm cứng thật hoàn hảo. Nhưng một khi đến đây, loài chim hút mật tận dụng tối đa lợi thế đó, tiến hóa thành nhiều cá thể loài với những chiếc mỏ thật đặc biệt. Loài chim mỏ dẹp Maui có mỏ lưỡi liềm chắc nịch để tìm kiếm ấu trùng trên thân gỗ mộc. Còn đây là loài Archaeopolau với cái mỏ thuộc hàng nổi nhất trong họ nhà chim. Hàm dưới thẳng, hình cái đục, có thể chọc thủng vỏ cây và hút nhựa. Trong khi hàm trên cong và dài dùng để lôi ấu trùng ra. Nó gần giống như cái mỏ khui trong giao nhiếp của quân đội Thụy Sĩ. Ngạc nhiên thay, một loài chim sẻ đơn nhất đã phân hóa thành 58 dạng cá thể khác nhau. Là bởi vì những loài chim với vai trò tương tự như chim búa và gõ kiến không xuất hiện trên đảo.